tối ngày 30 tháng 10, một nam tài xế ô tô gây tai nạn, sau đó xuống xe thương lượng. Khi anh này đang đứng nói chuyện, thì một thanh niên đi xe máy chạy vào làn ô tô, tông trúng tài xế. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, hơn 19 giờ tối cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe ô tô biển số 51H99926 trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi vừa qua khỏi cây xăng số 4 khoảng 200m thì tông vào một chiếc xe ô tô 7 chỗ đang chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh làm chiếc ô tô 7 chỗ lao lại phía trước, tông vào một ô tô khác, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn ba xe. Tai nạn làm các ô tô hư hỏng. Lúc này, các tài xế xuống xe đứng nói chuyện ở sát giải phân cách để thương lượng đền bù. Một lúc sau, một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 67G1-74391 đã chạy vào làn ô tô, rồi tông trúng nam tài xế của xe ô tô biển số 51H. Cú tông mạnh làm nam tài xế và thanh niên đi xe máy ngã xuống đường văng xa. Cả hai bị thương nặng, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận thông tin, trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 13 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương có mặt xử lý hiện trường, di dời các phương tiện,